Rồi, xin chào quý vị các bạn trở lại với kênh Bên Ngoài City nha. Thì hiện giờ Hú đang có mặt tại cổng nhà thờ Giáo xứ Hòa Bình. Thì nhà thờ Giáo xứ Hòa Bình cũng thuộc Giáo hạt Hòa Thanh, Giáo phận Xuân Lộc và vẫn nằm ở trong vành đai của thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai ha. Bây giờ Hú sẽ chạy vào bên trong để quay lại cho quý vị các bạn cùng xem cái khuôn viên của nhà thờ Giáo xứ Hòa Bình như thế nào nha. Đây, thì phía trước của chúng ta đó là nhà thờ Giáo xứ Hòa Bình nằm giáp với lại đường quốc lộ 1A quý vị ha. Đây là quốc lộ 1A nè, đi theo hướng về Đà Lạt ha. Đó. Rồi bây giờ tôi sẽ chạy vào bên trong để quay cho quý vị xem nha. Đây, bên trong này là nó đang nối liền với lại cái chợ bên phía chợ Hòa Bình ha quý vị ha. Chợ nhỏ này nối liền với chợ Hòa Bình. Đấy. Nối liền với chợ bên đây này. Rồi giờ quý sẽ chạy bên trong nha. Đó, từ phía từ xa xa đó quý vị đã thấy nhà thờ Giáo xứ Hòa Bình rồi đó. Đó, kiến trúc giống như là một cái tháp. Bình thì nổi tiếng với cái làng là làm về nghề mộc, cho nên đi vào trong này đa số thì thấy này, nhà người ta làm mộc rất là nhiều. Đấy, hai bên đều làm mộc rất là nhiều. Rồi thì mình đã đến được cổng nhà thờ rồi, giờ mình sẽ đi vào bên trong quay cho quý vị xem nha. Đây là cổng nhà thờ Giáo xứ Hòa Bình nè quý vị. Đó, giờ mình sẽ đi vô bên trong ha. Đấy, con tháp này rất là cao và đẹp. Bên phía bên này là nhà thờ nè quý vị. Kiến trúc của nhà thờ giống như một cái ngôi tháp mà quý vị ha. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào bên trong kia nha. Đây là cái đường để chạy đi vô trên nhà thờ nè quý vị. Đấy, nhà thờ Giáo xứ Hòa Bình là có cái khuôn viên khá là rộng luôn. Đó. Đây là cái cổng trước nè quý vị. Lúc nãy mình đi là mình đi theo cái cổng sau, ra cổng trước nè quý vị. Khuôn viên khá là rộng nha. Rộng và đẹp. Đây là phía trực diện của nhà thờ Giáo xứ Hòa Bình nè quý vị. Rồi mình sẽ chạy vào bên trong cho quý vị xem nha. Phía bên này là có hàng đá một lễ Chúa Giáng sinh nè. Đấy. Đây ba vua. Ba vua đang cưỡi lạc đà tiến về phía hàng đá này. Đây có cây thông rất là lớn và đẹp. Đó.
đá ha quý vị ha. Rồi mình sẽ đi vòng qua đây cho quý vị xem nha. Kiến trúc của nhà thờ rất là đẹp. Đây là phía bên hông nhà thờ đấy quý vị. Và đây là đền Đức Mẹ. Đền Đức Mẹ Fatima ở đây. Rất là rộng, khuôn viên rất là rộng quý vị. Khuôn viên của nhà thờ khá là rộng luôn. Đó. Cái đá để đọc kinh nè. Ở bên này có đền thánh Giuse thôi ha. Lúc nào cũng có người quét dọn hết, rất là sạch sẽ và thoáng mát vô cùng. Đấy. Trong sân nhà thờ thì có một cái sân bóng rổ đấy để cho các em chơi. Bây giờ mình sẽ đi qua bên khu bên kia cho quý vị xem nhé. Bên này là nhà sứ và nhà học giáo lý của nhà thờ giáo xứ Hòa Bình nè quý vị. Đây, mình sẽ đi vào đây ha. Đây nhà học giáo lý. Đó, nhà học giáo lý có khuôn viên khá là rộng. Viên rất là rộng ha. Bên đây là nhà sứ. Tháp rất là đẹp hả quý vị ha. Nhà thờ giáo xứ Hòa Bình nổi tiếng với dàn cửa bằng những loại gỗ quý rất là nhiều tiền ha quý vị ha. Đấy, quý vị có thể thấy nè, tất cả cửa sổ cũng như là cửa lớn rồi những cái vật dụng khác đều là bằng gỗ, và gỗ này đều là bằng gỗ quý hết quý vị. Đấy. Đây có hòn non bộ nè. Phía bên này là phía bên hông nhà thờ quý vị. Phía bên hông nhà thờ.
rất là đẹp ha. Rồi thì cái video này Phú xin được tạm dừng tại đây ha. Rất cảm ơn quý vị đã theo dõi và hẹn gặp lại quý vị trong những video sau nha. Chúc quý vị một ngày vui vẻ và tốt lành.